Xin chào, hôm nay mình đến thăm vườn hồng ở San Jose. Đây là một cái vườn hồng khá là lớn và có rất là nhiều loại bông hồng đẹp lắm. Bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng ở trong cái vườn hồng này nhé. San Jose Municipal Rose Garden là một khu vườn hồng lịch sử quốc gia được xây dựng vào năm 1927 vào thế kỷ thứ 20. Nó được tọa lạc ở downtown San Jose và được biết đến là khu vườn hồng đẹp nhất nước Mỹ với hơn 3.500 cây hồng và 189 chủng loại hoa hồng khác nhau, đầy màu sắc rực rỡ và được chăm sóc rất là tỉ mỉ cẩn thận. Hàng năm, nơi đây thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch trên thế giới đến để tham quan. Tuy nhiên do dạo gần đây dịch bệnh nên nơi đây hạn chế khách thập phương, mà đa số khách đến thăm vườn hồng đều là người dân địa phương. Một điều đặc biệt ở khu vườn này đó là khu vườn hồng cho khách vào cửa tự do và bốn mặt đông tây nam bắc của khu vườn đều có lối vào. Do đó các bạn chỉ cần đậu xe dọc lề đường là có thể vào cổng để tham quan khu vườn hồng này rồi. Ở đây giống như là mình đang lạc vô một cái khu rừng hoa hồng đầy màu sắc, đầy chủng loại, làm như là nó tụ hợp tất cả các loại hoa hồng trên thế giới về đây vậy. Rất là nhiều và đẹp luôn. Có thể cái khu vườn này nó không có rộng lắm nhưng mà hoa gì cũng có, màu gì cũng có, đủ hết tất cả các chủng loại. Và một điều khá là thú vị là ở đây những cái bãi cỏ trống như thế này thì thường người ta hay vào để làm picnic, ăn uống. Ở đây mình thấy có rất nhiều bãi cỏ rộng và sạch cho nên người ta thường hay ra đây làm picnic, vừa được xem cảnh đẹp, vừa được xem hoa mà vừa có thể có chỗ ngồi nghỉ ngơi, lấy đồ ăn ra ăn thì đúng là khá là thú vị á. Với từng cái luống hoa hồng như thế này thì người ta sẽ có một cái bảng nhỏ để cho biết là cái loại hoa này được trồng khi nào và cái tên của nó là gì. Và cứ mỗi cái luống hoa hồng như vậy thì nó sẽ có một cái bảng nhỏ như thế. Ở đây thì người ta đang trồng thêm những cái bông mới nè. Loại hoa ở đây đều có tên hết nha, nhưng cho mình cũng không có đọc hết được.
đi vô đây giống như là mình lạc trong một cái khu vườn hoa hồng khổng lồ, tỏa hương ngào ngạt sực nức lên luôn. Nhất là mấy cái hoa mà màu nhạt đó thì cái mùi hương của nó nồng hơn là những cái loài hoa mà cái màu nó đậm hơn. Ở nhà mình có mấy cái bông này chắc hái làm nước hoa hồng xài luôn á. Đây là những cái cây hồng người ta đang trồng nè. Cây còn nhỏ lắm. Một điều khá là thú vị nữa đó, mặc dù ở đây người ta là một cái vườn hoa hồng rất là chỉnh chu, rất là đẹp, nhưng mà lại free, mình không có phải tốn tiền đi mua vé vô cổng hay là tốn tiền đậu parking, mà mình có thể đậu ở dọc dọc lề đường. Thì đó là một cái điều khá là hay, khá là thú vị ở cái park này. Những cái bông hồng ở đây thì được người ta chăm sóc rất là kỹ lưỡng, chu đáo. Với những cái người đằng xa xa kia là cái người chăm sóc vườn hồng đó. Cái vườn hồng này á, người ta làm ra với mục đích là để phục vụ cho cộng đồng, cho trẻ em vào xem, học hỏi thêm những cái loài hoa, cũng như là bảo tồn những cái loại hoa hồng đặc biệt hay là những cái loại hoa hồng quý hiếm gì đó. Là hôm nay bông nó nở tại đây tét tét hết trơn rồi, hình như nó cũng bớt đi cái vẻ đẹp mà giống như lần trước mình coi. Hôm nay thì cũng có nhiều người đi tham quan cái vườn hồng này. Dạ, ở bên kia nó có nguyên một cái vòm bông hồng luôn. Thì ở đây thường là người ta sẽ đi vào để chụp hình đám cưới khá là nhiều, hay là chụp những cái hình kỷ niệm gia đình gì đó. Bông tím đẹp lắm nè. Nè, đứng
đứng đây con chụp cho con cái nha, đứng kế bên cái cổng nha. Rồi đi ra mê cung ha. Không, cái này đứng đây con chụp cho tấm đẹp lắm. À, chính xác rồi. Đó, đúng rồi. Rồi, Eden quay ra ha. 1, 2, 3. Nguyên cái dàn bông trên này mình nghĩ đó là nó cũng là hoa hồng luôn. Nó làm thành một cái vòm khổng lồ ở trên cái mái như thế này. Thì toàn bộ những cái cây trên đây đều là hoa hồng cả. Nhưng mà mùa này thì không có thấy nó nở hoa. Bên đây thì có một vài cái hoa nó đã tàn rồi. Đây. Vòng trên đây là hoa hồng hết luôn á. Được rồi. Hello kìa, nó đưa tay nó hello kìa. Hello. Đây là hello. Đây là trái hồng. Trái của bông hồng chứ không phải là trái hồng mình ăn nhé. Rồi, đi ra xem. Rồi, no. Đủ rồi. Trời ơi, đủ rồi. Ok, vậy là mình đã dẫn các bạn đi tham quan hết một vòng ở cái khu vườn hồng ở San Jose này. Thì rất là đẹp luôn. Có thể là những cái mùa khác thì cái bông nó sẽ nở đẹp hơn là mùa này. Bây giờ thì đang là cuối tháng 7, thành ra có thể là bông nó đã nở ra hết rồi. Mình nên đi sớm một xíu. Bây giờ là thấy hơi nhiều người đi vào rồi nên mình phải đi về. Đi, mami dẫn đi nè, kiếm đường ra. Vườn hồng này thì nó có 4 hướng để vô, mình vô hướng nào cũng được hết. Có 4 cổng luôn. Thì Đông Tây Nam Bắc có đủ. Và vô free. Cái giờ mở cổng đó là hình như nó có dán cái thông báo ở bên ngoài để lát nữa mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Ta vô kia đi vô để người ta chăm sóc hoa đó. Ta vô người ta làm chuyện này. Thì ở đây người ta rất cần những cái người volunteer, những người thiện nguyện đó vô để chăm sóc tỉa hoa, tỉa cây cỏ này nọ. Một cái khu vườn không vụ lợi phục vụ cho cộng đồng. Ok, vậy là mình đã đi tham quan hết cái vườn hồng ở San Jose này rồi. Thì hy vọng là các bạn sẽ thích cái video lần này của mình. Hẹn gặp lại ở những cái video lần sau nha.